hôm nay chúng ta sẽ đếm số từ 1 đến 10 bằng siêu xe nha. Siêu xe, wow. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đếm nha. 1, siêu xe màu trắng nha. Màu kem, trắng kem. 2, màu vàng nha. Siêu xe màu vàng. 3, siêu xe màu đỏ nha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vâng, những chiếc siêu xe rất là đẹp và ông các ca cháu. Rồi, chúng ta sẽ đếm lại nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là những chiếc xe robot như thế. Các em rất là thích nè. Đây, chúng ta có thể lật như vậy nè. Gấp lại nè. Cái robot rất là đẹp phải không ạ? Hay không nào? Xe màu xám nè. Rồi, đây là chiếc xe tải nha. Xe tải chở hàng nha. Hơi bị ghê. Rồi, wow, chiếc xe này quá đẹp và mất bạn. Ba, bốn, năm, sáu, bảy. Xe màu tím nè, xe lắp ráp nè. Wow, đây là xe lắp ráp, siêu xe, siêu xe lắp ráp. Wow, đây là xe, xe bắn súng nè. Nó quay nha các bạn. Ngắm. Đây là chiếc xe màu hồng. Đây là chiếc xe màu trắng. Chúng ta sẽ đếm theo hàng nha. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, chúng ta đã được một hàng xe rất là đẹp luôn. Wow, 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 wow. Quá đẹp, quá đẹp. Siêu xe.